Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2024 là năm Giáp Thìn. Chính vì vậy mà các cây cảnh trang trí cũng bắt trend theo xu hướng linh vật rồng để được săn đón hơn, chẳng hạn như cây bonsai độc lạ này. Cây bonsai được tạo hình với thân cây cẩm tú, râu, đuôi thiết kế từ cây tùng và điểm xuyết thêm các chi tiết vây, mắt, trái trâu để cây ra dáng sinh động, bắt mắt. Với hơn 16 năm theo nghề cây kiểng, anh Mai Tuấn Huy, ngụ tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã rước các mẫu bonsai hình rồng lạ mắt từ miền Tây về để cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Đây là một sản phẩm từ bàn tay của nghệ nhân làm ra, cụ thể là ở Bến Tre. Vì những người làm ra sản phẩm này là họ suy nghĩ luôn là để làm sao là sản phẩm này vẫn sống được theo thời gian, có nghĩa là chúng ta có thể tưới nước, bón phân để cây cẩm tú nó vẫn phát triển và chúng ta tỉa nó đi theo hình dáng con rồng thì chúng ta có thể chơi lâu dài. Và đặc biệt là sản phẩm này là mình thấy là nó nhỏ gọn, dễ trưng bày. Thí dụ như chúng ta để một cặp ở ngay bàn thờ, hay là một cặp ông địa thần tài thì chúng ta sẽ có được một cái sản phẩm rất là gọn gàng mà dễ trưng bày. Đặc biệt là trong kinh tế khó khăn năm nay thì sản phẩm này rất là rẻ tiền và được đón nhận là trong thời gian vừa qua là gần như sản phẩm này cháy hàng. Lúc nào nói chung cũng còn không có nhiều các bạn, vì sản phẩm này rất là dễ mua vì giá rẻ như nãy mình nói và nhiều ý nghĩa. Sản phẩm bonsai rồng đổ bộ về thành phố Hồ Chí Minh độ 2 tuần nay với mức 120.000 đồng trên một cây. Quá trình tạo hình hoàn toàn thủ công trong khoảng 3 tháng, đòi hỏi người nghệ nhân phải uốn nắn thật khéo léo, tỉ mỉ để ra dáng rồng bay bổng, thanh thoát. Nghệ nhân chọn loài cẩm tú với những cục hoa tím ngọt ngào, biểu tượng cho sự sang trọng, vĩnh cửu, kết hợp cùng cây tùng trường thọ, tài lộc. Tổng thể cây hình rồng cũng mang ý nghĩa phong thủy trong mùa Tết, cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người sở hữu. Tết chúng ta hay chơi, thí dụ như là có những cái bông đỏ như vậy, ha, hay là bông giấy, ha, hay là những cái bông cúc như vậy, thì chúng ta thấy gần như năm nào chúng ta gặp cũng là những cái cây đó, đúng không các bạn? Thì cái cây này, chúng ta nhìn vô cái con rồng này chúng ta thấy nó đỏ đẹp không ạ? Nó nhìn mình đảm bảo luôn, bạn nào mà nhìn gần và nếu cầm trên tay như mình như vậy á, thì sẽ thấy là con rồng này nó rất là chất lượng, chứ nó không phải là nó làm èo uột hay là mốt méo hay là này kia, mà nó làm nó có những cái chất lượng trong đó. Rồi nhìn vô là thấy nó có con rồng này là nó ngậm hạt châu nè, đó này nó rất là quý, tức là nó ngậm một cái hạt ngọc á đó, thì là rồi trưng bày nói chung là vào thì rất là độc lạ. Mỗi năm Tết á, thì ai cũng muốn có sản phẩm độc lạ. Mấy năm trước là những cây nhập ngoại, hay là những cây hồ điệp, những cây đột biến hay là những cái này kia, nhưng mà cái giá tiền nó rất là cao. Thì bây giờ thì chúng ta có được cái sản phẩm á, là vừa giá tốt mà nó lại độc lạ, thì cái đó là điều đáng quý để chúng ta có chơi Tết năm Thìn năm nay. Và những cây hình rồng tràn đầy sức sống như mẫu bonsai này sẽ tô điểm cho một năm mới thêm sắc màu, khí thế. Ngoài các loại cây cảnh truyền thống, năm nay một nhà vườn ở Hà Nội đã tung ra thị trường cặp quýt sông Long dán hình rồng thu hút nhiều người. Hai cây quýt dán rồng được bày ở đầu đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Anh Nguyễn Đức Anh, 33 tuổi, nghệ nhân trồng cây cảnh ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chủ nhân cặp quýt dán rồng cho biết, để có được cặp quýt tán đẹp, uốn lượn hình rồng, nghệ nhân phải mất 2-3 năm chăm sóc và tạo hình. Cặp sông Long có chiều cao 2m, chiều dài 3,5m. Anh Đức Anh chia sẻ thêm, việc uốn cây thành hình rồng đã khó, nhưng tạo cho chúng có hồn càng khó hơn. Khi di chuyển cây, để không ảnh hưởng đến rễ và quả, anh phải dùng xe cẩu vận chuyển rất nhẹ nhàng. Cặp quýt phủ đầy quả chín từ đầu tới đuôi, thể hiện cho một năm mới đủ đầy, nhiều tài lộc. Thân rồng uốn lượn mềm mại, mang nét đẹp tự nhiên. Để thêm phần bắt mắt, nghệ nhân trang trí thêm nhiều tiểu cảnh dưới gốc cây. Trước khi xuống phố phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, cặp quýt sông Long được chăm sóc kỹ lưỡng để đảm bảo cây phát triển ổn định, quả chín đều, đẹp.
cũng từ những chậu tắc kiển xum xuê trái, nông dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, xứ sở cây giống và hoa kiển nước tiếng miền Tây, đã tỉ mỉ uốn, tỉa, tạo hình thành những con rồng uốn lượn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Kiểu rồng này có loại có giá bán từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Anh Trần Văn Trưởng ở ấp Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, chủ nhân của cặp kiển dáng rồng dài 6 mét này cho biết, anh có thâm niên làm nghề kiển thú linh vật của năm bằng cây tắc vào dịp Tết khoảng 30 năm nay. Nhưng đây là cặp kiển rồng dài nhất mà lần đầu tiên anh được khách hàng đặt làm. Theo thông lệ hàng năm, Tết năm con vật nào thì nông dân ở xứ sở cây giống hoa kiển nước tiếng Chợ Lách đều làm kiển con linh vật đó để đáp ứng nhu cầu thị trường của khách. Anh Trưởng cũng là một trong những hộ chuyên sản xuất kiển thú linh vật của năm được nhiều thương lái khắp cả nước biết đến. Lần đầu tiên anh Trưởng được khách đặt làm cặp kiển rồng bằng tắc kiển dài 6 mét. Cũng theo anh Trưởng, cặp kiển rồng này có dáng rồng lượn kiểu rồng múa, tính chiều dài uốn lượn là 6 mét, nhưng chiều dài hình thể mỗi con rồng lên tới 9,5 mét. Để làm mỗi con rồng, phải tốn hơn 100 chậu tắc trái được bệnh theo khung sườn bằng sắt. Cộng thêm khâu trang trí, sơn, vẽ nữa, thì mỗi con rồng phải tốn ít nhất 4 ngày công cho 3 người làm. Giá cặp kiển rồng này, anh bán cho khách là 32 triệu đồng. Ngoài cặp kiển rồng trên, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, anh Trưởng còn làm nhiều sản phẩm kiển rồng khác có nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau như là rồng múa, rồng đứng, rồng chữ V. Các loại sản phẩm này còn tùy vào kích cỡ mà có giá bán khác nhau, thấp nhất là 3 triệu đồng và cao nhất là 32 triệu đồng. Cũng theo anh Trưởng, năm nay kinh tế khó khăn nên khách đặt hàng anh làm kiển thú linh vật của năm chỉ bằng một nửa số lượng so với mọi năm. Từ những trái dừa khô đơn điệu, anh Đậu Thanh Tùng, 44 tuổi, nhà vườn tại Bình Chánh, đã biến chúng thành những cây cảnh bonsai có thế độc lạ trị giá hàng triệu đồng. Bắt đầu tạo hình dừa bonsai từ 4 năm nay, năm nào anh Tùng cũng miệt mài làm vì đam mê với dừa. Tết năm nay, anh tiếp tục cho ra thị trường dừa bonsai tạo hình 12 con giáp. Hút khách nhất vẫn là dừa bonsai hình linh vật rồng. Để cho ra thành phẩm một cây dừa bonsai tạo hình, anh Tùng phải mất từ 8 tháng đến 1 năm và trải qua nhiều công đoạn. Theo anh Tùng, ngoài thể hiện sự viên mãn vừa đủ, cầu mong sung túc, dừa cảnh còn tăng may mắn, tài lộc nên dừa bonsai được nhiều người dân ưa chuộng. Để tạo hình bonsai với linh vật hay chữ thư pháp thường khó và tốn thời gian hơn. Năm 2019, khi lướt trên mạng xã hội, anh Tùng thấy các nước bạn chơi những mẫu dừa bonsai. Từ đó, anh bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu ra linh vật tạo tác và gắn lên trên trái dừa, để cho khách hàng có nhiều lựa chọn, có thể dùng làm quà tặng theo tuổi, theo năm. Tùy vào mẫu mã, kích thước và độ khó khi làm mà mỗi bonsai dừa sẽ có giá dao động từ 500.000 đồng tới 3 triệu đồng. Ngoài linh vật rồng, năm nay các chữ thư pháp cha mẹ được anh Tùng cắt dán lên, đánh bóng và trang trí. Mẫu mới này cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.